Cả anh em bà con nha, nay tiếp tục giới thiệu chia sẻ cho anh em bà con thêm một cái mẫu xe. Đây, trước mắt bà con đó là một cái mẫu Kia Picanto nha. Đó, một cái mẫu xe coi như rất là nhiều người đi tìm mua. Và nay bên em đã về chiếc này mới đổi một chiếc xe khách cho người ta. Cái người mà người ta bán cái xe này, người ta mua từng mua một chiếc xe này cách đây một năm trước, và nay người ta đổi lên một chiếc Innova. Ở đây là một chiếc Kia Picanto nha. Mẫu Kia Picanto rất là nhiều người tìm mua nha. Đây là cái mẫu Kia Picanto này, biển số 60A nè, 71729 nha. Với chiếc xe này chính chủ luôn nha. Xe này là mâm đúc nè, anh em nhìn coi, thấy không? Mâm đúc rồi, nói chung là xe đầy đủ hết, sơn cái sơn còn rất là đẹp nha. Máy đang nổ nè, cực êm luôn nè. Đó, anh em mà con thấy ra cái máy cực êm luôn, đẳng cấp hai cái khác nhau liền. Bây giờ có rồi. cái này đèn rất là đẹp nha anh em. Xe anh em nhìn thấy đó. Nước sơn xe toàn bộ, bốn cái vỏ còn rất là mới nha. Xe này được dán cá, mang cá, và hai cái trên trần này có cửa sổ trời nè anh em. Xe này có cửa sổ trời nha anh em, cửa sổ trời rồi bà con thấy đó. Nó là dòng Kia Picanto, mình sẽ quay cái mẫu Kia Picanto mà con xem nha. Đó là Kia LX đây nè. Thì bây giờ em sẽ quay bên trong cho bà con xem nha. Cầm anh cái quý ơi. Cầm theo anh. Bây giờ em sẽ mở cái cốp lên cho anh em bà con xem một chút xíu nha. Cái tắp lô rất là đẹp nè. Đây cái tắp lô này, còn ở đây là nỉ zin theo xe nha anh em. Nó chỉnh bấm lên xuống còn xài được này. Gương chiếu hậu hai bên chỉnh điện được luôn. Tắp lô. Xe này thì có màn hình nha, màn hình đây là em thấy không? Màn hình luôn. Màn hình Android xịn luôn á. Màn hình Android hả? Việt mát đầy đủ. Ghế thì còn sạch sẽ nha. Với bên trong nội thất và góc cạnh của xe nè anh em nhìn nè, còn rất là ok nha. Mâm sàn cũng như tắp lô tắp bi còn đầy đủ hết. Cái này cảm giác ít rung ha. Em sẽ đi quay phía bên trong của cái mặt trước của xe cho bà con xem nha. Bấm này cho nó dừng. Thì bây giờ em sẽ quay bao nhiêu? Ở đây là chiếc xe, em sẽ quay bên trong cho bà con xem một chút xíu nha. Nội thất nè. Nội thất bên ngoài, bên trong rất là đẹp nha. Mấy góc cạnh của xe nè, anh em nhìn nè. Góc cạnh của xe ha. Còn cái sàn này không rách một tí nào nha. Em cứ tưởng là cái sàn nó rách nhưng mà thật ra nó không rách một tí nào thôi. Tôi nhìn nè, mà người ta lót cái tấm lên nè. Lúc nãy em lót lên, người ta em cứ tưởng nhìn là nó bị rách nhưng mà không phải.
trần thì nó được bọc mi lông, bên trên là nỉ ha, bên trên là nỉ luôn. Gầm thì của xe này tuyệt vời luôn bà con ạ. Cái kính chỉnh điện này còn xài được luôn nha. Cái kính chỉnh điện này còn xài được luôn nha. Nhiều chiếc cái này nó bị hư hết rồi nhưng mà chiếc này còn xài được nữa nè. Nhưng cái này nó còn xài bình thường nha. Xe này nó xài tay lái gật gù ha. Đây là tay lái gật gù này. Có thể là chỉnh lên chỉnh xuống rất bình thường nha. Xe này được được cái màn hình người ta độ, cái màn hình này như là màn hình xịn đó nè. Cái màn hình này là màn hình nhiều tiền nè. Màn hình này là nó có cái gì? Camera loại này là camera xịn luôn á. Màn hình này màn hình xịn luôn nha. Rất là nhiều chức năng. Tốc lô, tốc bi. Ồ, đèn cái này người ta chế đang LED luôn à anh em ạ. Đèn LED rồi ha. Đèn LED. Cái này thì bằng da xịn luôn. Đây là cái hộp tì tay ha. Vẫn còn xài tốt, nói chung vẫn có hoạt động ha. Cái này bỏ rồi. Em cho cái cốp này rồi. Qua xe nha. Nhấc cái cốp anh xem cái mưa. Đây nhấc rồi, nhấc rồi. Nó xe vừa về chưa tẩy rửa gì luôn nha. Cái này tí xíu em sẽ mang lên 4.0 em tẩy cho bà con nha. Máy rất là dơ và bẩn. Chuột bọ nó bò nó bu rất là nhiều. Nên nhìn bên trong luôn. Xe này là phần đầu không bị tai nạn nha anh em ơi, còn nguyên luôn nha. Cái này là máy 1.8 đúng không ạ? 1.7, 1.7, 1.7 mấy. Đây là cái số. Đây là cái số sườn của xe này. Chỗ này nó bị chóc sơn. Cái này sơn lại xíu. Đăng kiểm còn tháng 5 năm 2020 này. Mở cái đi sau cái quý ơi. Cái này tí mang lên 4.0 tẩy. Cái máy. Còn tới. Tí xíu nó mang lên 4.0 tẩy luôn.
cốp sau. Cái cốp sau là nó nguyên luôn, không có bị dấu cái va đục luôn nha anh em. Cái xe này là cái bánh xe cua của nó là bị mất rồi nha. Nó bị mất rồi đó. Nếu mà anh em ở thành phố thì đặt mua nha. Nó cũng tầm 400-500 ngàn gì đó. Thì anh em tự mua nha. Còn cái này xe bên em nó sao nói vậy? Tại vì bên em rất là bận và đông, nó không có thời gian dọn. Mà con anh em nhìn nè, tất cả cái bãi xe nè, những cái chiếc xe chờ dọn và những cái xe chờ lấy rất là nhiều. Và toàn bộ luôn. Và khách đến xem xe rất là nhiều luôn ha. Khách đang xem xe. Sáng nay nói chung là cũng rất là lu bu và bận. Xe Ford này đang chuẩn bị chờ cái giấy về đi giao nè. Xe Phương Trang người ta gửi về gần tới đây rồi, có thể là chiều mai đi giao xe này nè. Còn cái anh cha này khách cũng cọc luôn rồi ha. Còn cái chiếc này thì đang chuẩn bị đánh bát nè, gần xong nè, chuẩn bị đi giao luôn. Còn cái chiếc xe này là đang rút hồ sơ nè, hôm nay cũng bị gỡ biển số rút hồ sơ nè, xong cái là giao về Hà Nội luôn. Rồi lên rồi, lên rồi. Ở đây là cái số máy của cái xe này rất là khó cà nha. Làm tiếp đi ra mọi người. cái con 15 là dễ cà nhất. Con 15. Nằm cái bút dưới nữa. Nó nằm rất là khó cà nha anh em. Anh em nhìn ha, rất là khó, không phải là dễ. Số máy thì được cà đủ, số sườn cà đủ này chú ơi. Đó, xe này cà xong cái là ngày mai, tí xíu này em mang đi nhập xong cái là giao luôn. Còn cái xe này của em trai gì gửi để sửa nữa. Còn bên kia chiếc kia cũng khách đang mua rồi kìa, đang sơn cho người ta kìa. Còn chiếc này khách cũng mua rồi nè, đang làm cho người ta làm đẹp rồi. Thôi em xin chào, hẹn gặp bà con ở những video tiếp theo nha. Chúc cho anh em bà con đến mua những xe đẹp giá rẻ bên em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại nha.